nhưng tình nấu. Hello everyone, welcome back to my channel. Today I'm going to prepare special beef grilling recipe. So now, salon. Okay, now start the slide beef. Dùng vô sạch bụng vô ăn á, vô thật chứ ngăn. Thì chưa dùng thua tự năng ấy, thua tự bầm rạch thiệt má. Ồ, cập sĩ. Chicken powder, oyster sauce, salt, mix it together. Move it over, put it in. And now it's time to grill. Đã lơ phơ phim để ta chơi là lại chơi. Lần chơi nhá.
clung on to my mom. Chili, lamb juice. Đúng đấy, tao nói đúng á, mày nè. Ô, làm thật là ô. Mình đã được gọi tịch thiệt máu. Vì chọc lý cho chuyện. ចានមានជាតិមួយសាច់យើងឆ្អិនហើយបងចាមានជាតិអញ្ចឹងអូនទៅយកថាសយកចានអីមកដាក់បាទបងចាប់ដាក់លោកអូនលោកគ្រឿងល្អនេះសាច់អូនចំណងនំអូកាយបងកំប៉ុងវានឹងហើយចាំមើលហូបកូកាតែថែមមានគ្រឿងល្អហើយអូនឥឡូវយើងទៅកាត់តូចតូចរៀបដាក់ចានហើយជិះនៅមើលថែមសាច់នេះហ្នឹងបាទ Dạ, chú ngồi á bông. Làm này ổn, chú ngồi á rút chết chú ngang chết. Bà. Chặt cổ ca bà đạp đá hả? Bà đồ. Ồ hồ. Sạch những clan câu cá tơ mà ôi mất sạch ạ pi trong mũ từng bệnh nhân tình nấu nghe sạch cái chân anh tiện sạch dân là thôi mà Sạch cô giống mụn nhằm hả? Dạ Nhưng phải lại những phải ăn chứ ngăn hả? Sao mà tự, một rạch chiếc Chứ ngăn hả? Tức những hơi không xử lý Mời lại cho thấy đặt một tay nhận Trang hết Ôi, hờ hờ lại cho người cặp và thòi chiếc hờ lắm Chiếc ta If finished, thanks for watching. See you in the next recipe. Bye-bye. Bye-bye.